Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện trường, chuyện lớp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong tiểu mục Nói cùng chúng tôi là phóng sự về nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị đến với những thông tin giáo dục đáng chú ý được chúng tôi cập nhật trong tiểu mục Chuyện trường, chuyện lớp. Bắt đầu từ năm 2021, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là nội dung được thực hiện theo quyết định 411 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có nhiệm vụ đưa việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để đảm bảo cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi, Bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử từ quản lý lịch làm việc, phòng họp, cấp chữ ký số, tích hợp việc thanh toán trực tuyến, thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hiện Bộ đã số hóa, gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý, gồm 53.000 trường học, gần 24 triệu hồ sơ học sinh, 1,4 triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được nghỉ 9 ngày liên tục kể từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 27 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng 1 âm lịch. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường và công chức, viên chức của sở và phòng giáo dục và đào tạo sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng 1 âm lịch. Trước tình hình thời tiết rét đậm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo, các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, Sở yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại, phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét. Đặc biệt, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học. Đồng thời các trường phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách đầu tư ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết này được cụ thể hóa từ Nghị định 105 của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghị quyết được ban hành, đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Trường mầm non Hoa Hướng Dương là một trong ba trường mầm non ngoài công lập của thành phố Sông Công. Hiện nhà trường đang có trên 30% số trẻ đang theo học ở nhà trường là con công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Bởi vậy, sau khi biết được chính sách hỗ trợ cho các giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địia bàn có khu công nghiệp, được hỗ trợ 800.000 đồng một người, thời gian hưởng tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Không riêng cô giáo Hà Thu Hoài, mà tất cả các cô giáo đang công tác tại trường đều cảm thấy phấn khởi và yên tâm gắn bó với nghề. Mức lương đối với giáo viên các trường ngoài công lập thì nó cũng vào khoảng hơn 4 triệu. Và khi nếu như mà được hưởng cái chế độ từ Nghị định 105 thì lương của chúng tôi sẽ được hơn 5 triệu. Cuộc sống của giáo viên chúng tôi nói chung là cũng sẽ ổn định hơn so với trước đây. Không chỉ hỗ trợ cho giáo viên mà chính sách này còn hỗ trợ cho trẻ là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động thì sẽ được hỗ trợ từ tối thiểu từ 160.000 đồng trên trẻ trên tháng. Điều này phần nào sẽ giảm bớt áp lực về học phí cho công nhân, người lao động khi có con gửi tại trường dân lập, tư thục hay nhóm trẻ độc lập. Nếu như mà được hỗ trợ tiền ăn 160.000 đồng một tháng thì chắc chắn là sẽ bớt đi gánh nặng về tài chính cho các bố mẹ mà làm công nhân. Thì lương của công nhân thì thực sự là không cao và họ cũng rất là vất vả. Và hơn nữa là cái khoản học phí và tiền ăn chi trả cho con khi mà theo học tại nhóm trẻ tư thục thì cao hơn. Toàn tỉnh hiện có trên 100 cơ sở giáo dục mầm non ở các địa bàn gần khu công nghiệp.
trong đó có 65 trường ngoài công lập, nhóm lớp độc lập tư thục. Công việc của giáo viên mầm non tại đây phải chịu áp lực về thời gian, trong khi đó mức thu nhập chưa tương xứng. Vì thế, khi nghị quyết đi vào thực tiễn sẽ góp phần giảm bớt một phần khó khăn đối với các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh thuộc loại hình công lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, địa bàn đặc biệt khó khăn. Khi Nghị định 105 mở ra thì một là sẽ thúc đẩy được cái phát triển cái mầm non tư thục. Hai, đó là hỗ trợ được các cái đối tượng mà ở cả mầm non công lập và mầm non tư thục thì sẽ giải quyết được cái việc là cái tỷ lệ huy động trẻ đến trường sẽ là tốt hơn. Nhà trường thì cũng rất mong là cái nghị định này sớm được thực hiện để cho nhà trường là hỗ trợ nhà trường rồi hỗ trợ học sinh cũng như là hỗ trợ giáo viên để chúng tôi là xây dựng thì nó càng ngày phát triển và sẽ ổn định. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang yêu cầu các trường mầm non ngoài công lập nằm trên địa bàn có các khu công nghiệp khẩn trương thống kê, rà soát các đối tượng áp dụng chính sách, đồng thời triển khai quán triệt cho cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục này thực hiện đúng quan điểm của Đảng đối với việc chăm lo đời sống giai cấp công nhân, lao động, đồng bào dân tộc, địa bàn khó khăn, thể hiện tính nhân văn và tính nhất quán trong thực hiện chính sách giáo dục của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên. Xác định giáo dục là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã và đang dồn sức cho công cuộc đổi mới giáo dục với kỳ vọng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Làm thế nào triển khai chương trình mới với những yêu cầu mới trong bối cảnh địa phương vẫn còn mô hình lớp ghép nhiều trình độ? Đó là lo lắng của những giáo viên tại một số xã vùng sâu vùng xa của huyện Võ Nhai khi tiếp cận với sách mới. Còn giờ đây, mối lo ấy đã được tháo gỡ. Cô trò lớp 1 năm nay đã không còn cảnh dạy và học trong các phòng học ghép lớp, phòng học mới để phục vụ cho chương trình mới. Điểm trường chính thì chúng tôi đã lắp tivi, lắp máy chiếu để cho cô giáo chủ nhiệm giảng dạy trực tuyến trên các cái phần mềm cũng như là các cái thiết bị. Thế khi sử dụng các cái thiết bị dạy học theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 này thì các em học sinh tiếp thu bài nhanh hơn. Dồn sức cho đổi mới giáo dục, mỗi nhà trường đều nỗ lực trong mọi điều kiện có thể. Không chỉ cơ sở vật chất mà đội ngũ cũng được chuẩn bị chu đáo. Đến thời điểm hiện tại thì giáo viên cũng như cán bộ quản lý của trường đã thực hiện bồi dưỡng xong mô đun 1 và tiếp tục là bồi dưỡng theo các mô đun tiếp theo. Nhà trường cũng đã lựa chọn cái đội ngũ nòng cốt của nhà trường để đi tập huấn các bộ môn thay sách lớp 6 năm học 21-22. Sẵn sàng cho việc triển khai chương trình mới ở các khối lớp tiếp theo, ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị ngân sách trên 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để trang bị thiết bị tối thiểu cho các trường học. Làm sao mỗi lớp phải có một phòng đảm bảo dạy 2 buổi trên một ngày theo chương trình mới. Với quan điểm là cái gì tốt nhất để thực hiện cho chương trình lớp phổ thông mới. Và trong đó thì quan tâm đến việc tập huấn giáo viên cốt cán, giáo viên đại trà và đẩy mạnh cái việc sinh hoạt chuyên môn giữa các trường học trong cụm trường để nâng cao chất lượng dạy học và cũng như là chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt cái việc cho chương trình thay sách lớp 2 và lớp 6. Các giáo viên như chúng tôi cũng đang rất là hào hứng đón chờ một cái bộ sách giáo khoa mới của bộ sẽ ban hành và cũng đã sẵn sàng để mà tham gia những cái lớp tập huấn, cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng cái thực hiện cái nhiệm vụ chung đối với bộ giáo dục trong việc đổi mới chương trình. Chuẩn bị cho các trường học hôm nay chính là chuẩn bị cho tương lai địa phương mai sau. Thái Nguyên đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, coi đó là chìa khóa để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các tỉnh miền núi với các tỉnh miền xuôi. Đến đây, chuyên mục Chuyện trường, chuyện lớp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.